Ngày 22 tháng 3, Ban tuyên giáo thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 2 năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Quốc Trung, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Tham gia lớp bồi dưỡng có 49 quần chúng ưu tú đến từ 10 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu học tập 5 bài theo quy định của ban tuyên giáo trung ương và hướng dẫn của ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh, gồm khái niệm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch kiểm tra nhận thức